Chào các bạn, mọi người đã là đến với channel Live With Us. Hôm nay là lễ Labor Day, lễ lao động. Lễ lao động. Mình đi đi đây đi đó đi chơi rồi cái suy nghĩ mấy bữa nay cũng muốn mua đôi band khác, tại vì đôi band màu trắng thì mình mang cũng bắt đầu dơ, thì cũng đế nó cũng mòn. Đôi band mà gọi là đôi band slip on màu đen á thì nó cũng mòn luôn, rồi bị rách nữa, nên gì đó. Nên cho nó tập 2 đi ha. Còn cái đôi skate 2 thì có khi cổ cao làm bí. Làm bí thắt dây quá. Ok, thì nói chắc chắc là hôm nay đi mua cái đôi muốn là xăng đôi này. Đôi old school size 8.5. Màu thì chắc các bạn coi ở đây cũng biết màu gì rồi. Là màu true white, màu trắng hết luôn. Cũng được mua đôi old school màu đen. Mà đôi đó thì có đôi skate 2 rồi, nhưng mình nghĩ thôi mang cũng giống thôi. Thôi thấy gì mua đôi này. Lý do tại sao mua đôi này? Mặc dù nó sẽ có màu dơ. Đôi này chưa hề có. Hồi đó tới giờ chưa có màu. Toàn là mua mấy cái đôi trắng slip-on, trắng classic không à, trắng authentic không à, chứ không có mua trắng old school lần nào hết. Cho nên mình thấy vậy thôi, hôm nay mua thử màu trắng old school thôi sao. Đặc biệt là dễ mặc đồ. Dạo này mình gọi là hơi làm biếng mang dài dài sưu tầm nữa các bạn, dài Jordan, dài đồ đó, cho nên thôi mình mua ra band mình cũng mang. Hít cái đi chứ, phải làm test thử hít cái cho nó sướng sâu vô rồi. Nhìn không muốn mang, mới quá, nó trắng quá thì đó sẽ dơ, nhưng mà chịu thôi. Thì nói vắn tắt thì các bạn cũng biết cái vật liệu của mấy đôi này rồi đúng không? Đây là giải canvas, là giải bình thường. Đây là một đây. Cái dấu Vans, đây là cái dấu của đôi Vans. Ok, đôi Vans old school. Mình nghĩ cái da này là da tumble leather, là da không phải là da lộn dịch. Hồi video trước mình có nói ra đâu ba đó, là thế cái da này nó bỏ vô máy. Nó bỏ vô máy cái nó lăn, nó làm cho da bị nhăn, nó gọi là tumble. Cái chữ tumble là nghĩa đó đó. Ai chưa coi video đó thì quay lại coi. Video 3, đôi 3 đây. Giờ có lần chỉ nó khác cái đôi gọi là đôi skate 2 đó các bạn, là skate 2 á nó giống hình như luôn, nhưng mà ngay đây á nó sẽ có thêm cái lần chỉ trắng ngay đây. Cái đôi gọi là đôi old school low top màu đen trắng đó cũng vậy luôn, nó giống hình gì, nó không có cái lần đó, chỉ có cái đôi gọi là đôi skate 2 nó mới có cái lần đó. Và ngoài cái lằn đó không, nó có những cái lỗ ở đây nữa để cho thông hơi ở trên cái toe box. Còn này bình thường thì chỉ vậy thôi. Đế đó thì là đế này gọi là đế bánh waffle đó. Tiếng gì waffle là gì ta? Giống như bánh tàng ong. À tàng ong đó. Thì đây gọi là đế tàng ong, nếu mà các bạn không biết thì giờ các bạn biết ha. Đây là đế tàng ong, bánh tàng ong, đế waffle. Thường thường đế của Vans là mình thích nhất là cái màu gum, là gọi là cái màu cao su đó. Mình thích nhất là cái màu đó. Nhưng mà đây cũng là một cái gọi là phối màu rất là đẹp. Một cái loại đặc biệt cho đôi trắng. Tại vì thường thường Vans á, cái mẫu của họ đó là ngay đây họ sẽ có một cái lằn. Cái lằn đó là tượng trưng cho cái màu trên đây. Ví dụ ở trên đây là màu đen thì ngay đây sẽ là màu đen. Trên đây màu xanh dương, ngay đây sẽ là màu xanh dương. Rồi cái dấu này đó, thường thường cái phần nền của cái hình chữ nhật này đó nó sẽ là màu đỏ, còn cái dấu ven này sẽ là màu trắng. Lý do là màu trắng nó sao vậy? Tại dài trắng đó nè. Tại dài trắng nó làm gọi là, cho nên cái tựa của đôi dài nó mới gọi là true white, là trắng hết luôn. Trắng đó. Thật sự nói các bạn ơi, cho nên những cái màu này gọi là được tượng trưng cho giống. Anh coi nè, đây là cái sale của ngày hôm nay. Này là cái Van Outlet nữa. Nghĩa là mình mua đôi old school đó là 55 đồng. Giá của nó là gì? Đôi này á là 30 đồng.
Mua đôi đầu tiên, đôi thứ nhì được nửa giá. 30 đồng còn có 15 đồng mà, đôi này còn có đúng có 15 đồng mà. Giờ tháo hộp luôn hả hay là video sao? Tháo luôn. Chờ luôn nha. Chờ luôn. Đó là lý do mà hôm nay Khánh nó nóng lòng làm rồi, tại ngay mai nó đi làm bận. Mai nó là bận đi làm buổi sáng sớm. Cho nên hiện tại nè, các bạn thấy nè, 11 giờ đêm rồi, thấy người ta 11 giờ đêm. Thì đó là lý do mà thường tụi mình quay buổi sáng thì ánh sáng rất là đẹp hơn. Buổi tối thì các bạn cũng biết là đèn tụi mình đâu phải chuyên nghiệp đâu mà đánh nổi. Thì cái video này có thể chất lượng nó không có tốt bằng những video trước, nên các bạn thông cảm, nhưng mà nhớ cho một cái like. Tại vì Khánh nó dù rất là mệt, lái xe đường xa nữa, nhưng mà nó về nó làm liền cho các bạn á, cho các bạn, cho những người mà mong muốn yêu thích dài. Đây là cái đế gâm nè các bạn, cái màu này là màu gâm nè, màu giống như màu nhựa cao su vậy. Ven thường thượng đế thì mình thích lắm. Tại sao? Tại sao? Thấy nào giờ ngoài ven đi nữa, giống như Jordan nữa. Lý do? Cái màu nó nhìn nó gọi là trong cái trong suốt, tại vì mình thiệt nó đâu phải là cái màu một khối đâu, cái màu nó nhìn kỹ là nó có trong suốt chút xíu, tiếng Anh nó gọi là translucent đó. Còn lý do thứ hai? Thứ hai là tại vì nó bán. Nó còn một cái nữa ngoài cái bán là gì? Nó không có dễ dơ. Đúng. Nó dơ thì nhưng mà nó không có nhìn dơ thì là dơ, những cái sâu màu đế màu trắng khác. Để ý thấy, các bạn thấy nó cũng dễ dẫn dính màu đen giống như nhựa đường vậy đó. Nhưng mà nó không có kiểu mà nhìn, rất là dơ. Nhìn gọi nếu là, mà nhìn xa ra vẫn thấy màu nâu. Nhìn gọi là nó được mang rồi mà kiểu mà đẹp. Cho nên các bạn, những ai mà sợ cái đế dơ nên lấy những cái đế này. Đế gầm. Thì theo kinh nghiệm mình tích lũy được thôi, thì các bạn coi thử. Nếu không đúng thôi, mình xin lỗi. Còn các bạn thử đi, mua về một đôi test thử, mang beat up luôn. Thì coi cái đế nó vẫn còn có thể nói là tốt, không có nhìn xấu. Còn đây này, cái đôi mình mới mua nha, giá thường thường là cũng mấy chục nha. Cái đôi này mà mày nói là còn 15 đồng á hả? Mua một tặng nữa không? À, đôi này là 30, rớt còn 15. Tại vì cái đôi thứ nhì các bạn được nửa giá, thì đôi này chỉ có 15 đồng thôi. Mua đôi này giá gốc, đôi thứ nhì được giảm phân nửa cái giá tiền của cái giá đó. Chỉ có vậy okay. Thôi. Rồi. Giờ mình nói tiếp á. Lý do tại sao lấy size 8 thì vì mình mang 8, 8 rưỡi cũng được. Cái này thứ nhì á, đôi này là đôi skate 2 mà nó là Pro Edition. Có nghĩa là nó sẽ đệm, nó đệm rất là im, mang im hơn là cái đôi skate 2 bình thường rất nhiều. Thì skate 2 á, là cái kiểu original từ đó đến giờ. Cho nên họ không có thêm bớt gì. Họ mới lấy cái model của cái đôi skate 2 bình thường, rồi họ mới làm lại, thì nó thành cái kiểu này. Và đây cũng là một cái khác nữa, là họ lấy cái giống đế Nike Run ha. Giống đế Nike. Nhìn nhưng mà rồi. Cái đế này của Vans gọi là Ultra Ultra Cush. Lý do sao nó làm gì? Có nghĩa là Ultra Cushion. Ủa, mới ta. HD. Không biết các bạn biết chưa, nhưng mà đối với mình mới không biết, mình có nhà quê hay không. Không biết. Tại mình chơi Jordan nhiều hơn Vans. Mà nói chung á, đế này rất là mềm các bạn. Ở trong đây cũng vui nữa nè, nhìn là nó ghi chữ Vans. Wow. Pro Construction, đẹp, Vans Pro Construction. Nói chung á là ngay đây á nó nhìn dày nè, nó nhìn rất là dày. Ngày thường á thì thí dụ đôi này là đôi màu đen với xanh đi, thì mình nghĩ nó sẽ chơi màu xanh. Nhưng mà cái lần này nó sẽ chơi màu xanh. Nhưng mà cái đế này nó chơi trắng hết luôn, nhìn nó, đẹp lắm. Tao nghĩ nó làm gì đẹp hơn. Giống như kiểu Rick Owen rồi đó. Nó không phải Rick Owen nữa, giống giày skate. Đúng các bạn biết, các bạn nào biết comment liền, post video này lại. Comment liền đó, này giống cái đôi skate nào. Comment liền lập tức. Không có ăn gian nha nhớ. Còn cái này mà blue với màu vàng mà gold á, đố các bạn biết là màu của đội bóng rổ nào. Đó. Comment liền. Oh nữa nè. Oh man. Cái gì chữ barbecue gì? Vans. Up the wall. Pro. Oh pro. Oh nhìn man. Giống barbecue á, nhìn xa giống như BBQ. Đấy mà là quá hay luôn. Vans thì lật lên là pro. Hey. Đó thì một cái đó. Chi tiết nhỏ mà mình không biết. Dấu này được làm lại là nó ghi chữ Pro nè. Để mình chỉ thêm các bạn nha. Tại cái đôi này mới thấy được, mấy đôi khác khó thấy lắm. Cái miếng này đó, cái hàng Van á, nó làm nguyên cái đôi này hay lắm nha. Là nó bọc nguyên cái miếng này sao. Các bạn lên YouTube kiếm video đi. Thì á, cái miếng màu đỏ này đó là cái miếng cuối cùng nó dán lên đó, các bạn thấy không? Các bạn thấy cái độ hở của nó không? Thằng này nó có hơi hở chút xíu nè, các bạn thấy không? Lý do
Tại vì cái miếng này là riêng nó dán lên chứ nó không phải là một dính chung cái này đâu. Ví dụ giờ các bạn nhìn đây đi, các bạn tưởng nó dính chung đúng không? Cái đó in lên thôi à. Các bạn tưởng là đây là cái miếng này là hiểu của rồi, cái phần này nó lòi lên rồi nó in cái dấu lên đúng không? Không, không phải. Nguyên cái miếng này lấy ra được. Đây là cái miếng gọi là bịt lại cái cấu tạo của nó dài. Chứ không phải là cái mực nó in lên. Chứ không phải là cái kiểu design không nữa. Đó, thấy không? Cho nên miếng này tháo ra được nếu mà các bạn nào muốn thử. Không biết các bạn biết hay không? Không biết các bạn biết. Không mạnh dưới luôn. Coi các bạn biết không? Tại vì các bạn chơi Ven cũng nhiều hơn tụi mình mà. Thì đây là cái kiểu của Skate 2 nè, các bạn thấy không? Trên cái toolbox nó có hai đằng chỉ, nó gọi là cái đằng chỉ cầu vòng, cái arch. Thì cái arch của nó đó bao gồm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 cái lỗ thông hơi. Ok. Kế tiếp cái đầu dài này là gọi là cái da gì đây? Nhung không? Nhung á, nó nghĩa là nhung. Nó là nhung nhẹ. Nó là nhung đó, nó là suy đó, nhưng nó mà nó nhiều. Nó không phải là chất lượng cao. Suy cái da nó, cái lòng nó không có dài lắm. Nên nó vẫn là nhung. Cứ nhưng mà nó không phải là nhung bóc đâu. Cứ comment. Mà nói cho những cái bạn khác đang coi video, họ coi cái comment này họ biết thêm nữa. Để các bạn coi nè, cái lưỡi của nó cũng vậy luôn, cũng là một cái vật liệu luôn. Còn ở ngoài này á là Ven xài cái kiểu signature của Ven là cái này là đẹp lắm. Cái này là canvas nha, cái này là giải bố, quá giải bố. Chữ Ven thì màu vàng, lần chỉ thì cũng là mai màu xanh luôn. Đây là một cái rất là gọi là đối với mình rất là thích nè. Thí dụ bây giờ cái dấu này màu đen đi đúng không? Cái này dấu này cũng màu là nó là thâm màu lạ rồi. Cái dấu này á tương xứng với cái dấu Ven ở đây cũng là màu đen. Trên đó cũng là cái chữ Ven màu xám. Rất là hay. Một vấn đề mà đặt mắt mình á là cái lằn chỉ này, các bạn coi. Họ dùng lằn chỉ màu xanh luôn chứ họ không có dùng màu đen ngay đây. Tôi nghĩ đen lên nó sẽ phá. Đen lên nó sẽ phá. Cái dấu Ven đen thì đẹp ha. Cái lằn chỉ này rất là hay. Tôi nghĩ màu đen họ phá. Họ đi đều hết qua đây cái sau đó họ băng xuống. Đó. Đối với mình, người khác thì nhìn vô thấy ủa sao nó hơi nổi kỳ vậy, nhưng mà đối với mình rất là thích hợp. Kế tiếp để coi nha. Câu đó này họ đó là 70 đồng á. Giá cũ. Skate 2 Pro. Tại đây lễ nó sale. Bên đây lễ thường nó hay sale nhiều lắm mà. Đã gì còn quất thêm được nửa giá nữa. Nhưng mà bạn phải đi, các bạn phải đi săn những cái nơi xa. Tại ở gần nhà mình nó không có. Lái xe cũng khoảng 30 phút hơn 1 tiếng luôn á. Còn đây tiếp tục là ở dưới cái lưỡi á, các bạn lật lên thì cái lưỡi nó cũng đệm chút xíu nữa nha. Các bạn để ý cái lưỡi dài của cái thằng Skate 2 á thì nó rất là mỏng. Mà coi nè, các bạn coi cái này nó đệm. Nó ghi là World's Number One Skateboard Shoe Pro. Dĩ nhiên rồi, chắc chắn. Ok, giờ soft liner thì cũng vậy luôn. Soft liner màu đen. Đế trong thì màu xanh dương này, cho coi đế rồi. Rất là mịn, soft liner này mịn hơn là cái đôi Skate 2 nhiều. Mẫu mã thì cũng giống hệt thôi. Nói chung là họ điểm thêm, rồi cái đế trong họ dày hơn. Ok, thì bây giờ đặt lại câu hỏi một lần nữa cho các bạn có thêm một cái cơ hội trả lời nha. Các bạn nào biết đôi này giống đôi gì, cái đế này tại sao nó che chắn hết, các bạn trả lời liền lập tức. Pause video lại. 1, 2, 3 mình cho câu trả lời nè. 1, 2, 3. Cái này nó giống đôi Supra. Oh, lâu Supra lắm rồi ha, Supra. Bạn nào biết Supra thì ok. Ricky Supra ra trước Rico Wayne luôn. Đúng rồi. Tại skater với nhau mà. Nhiều bạn cứ hỏi tụi mình có Rico Wayne không. Mình nói thiệt, mình tôn trọng cái design nhưng mà mình cảm thấy mình không có thích nên mình không có mua. Với lại mắc tiền quá. Mình thì mình chơi dài đường phố nhiều hơn. Không biết các bạn nhớ cái thời mà Supra nó lên không? Ủa mà đôi Skytop á. Skytop 1 á, màu trắng hết luôn á, quá đẹp. Ở đó mình yêu dễ sợ, kế tiếp là màu đen. Bây giờ cho chấm điểm. Cái đôi technology này mới ra, cái đế này nọ kiểu pad giống như là có im điểm này nọ rồi đó, cái đế vô trong á thì chấm điểm đi, 1 đến 10. Phải mang thử mới biết nha các bạn. Nhưng mà nó giờ nếu cầm lên thôi. Bây giờ cầm lên thôi, chơi nói cho vui thôi. Cầm lên. Đôi này nó khác đánh giá bằng cái mắt mình thôi. Đôi này nó khác rồi, Skate 2 chút xíu là nó hơi nhẹ hơn á, ngộ. Nhẹ hơn chút xíu. Cái này đánh giá bằng con mắt chứ không phải là mang vô. Thì mà hồi mang vô đánh giá thêm. So far thì thấy nó điểm R rất là im, nhìn hợp nhãn nữa. Thì 1 đến 10. 1 đến 10. 8, 9. 9, chắc 9. Cỡ là đối với các bạn thì sao? Nếu mà coi trên video đối với các bạn thì sao? Đúng. Còn mày? Mình thì 8.5. Ok, 8.5 trên 10. Nhưng mà chưa mang vô. Mang vô sẽ đánh giá cái độ im của nó nữa. Thì mình sẽ chấm điểm tiếp. Ok, thôi giờ mình mang vô đây các bạn. Comment ở dưới. Các bạn đánh giá bao nhiêu điểm? Ok. Welcome to IMVenay.com, the hottest.
cầm mic đứng trên sàn đấu. Từ khi mày đi Bobby ba FS Rock chi nhánh Mỹ, chỗ tao thường đi vô đi ra, làm nhục mày như là Skyler, xong được tiền đi bô xin tha. Vướng vô tao đời mày sẽ khổ, như là mày vướng vô si ra. Muốn nhai được tao hơi cay, như là lúc mình nuốt con wasabi. Muốn nhai được tao hơi cay, như là lúc mình nuốt wasabi. Đây cho các bạn coi, đây là cái phần trước của hai đôi giày. Cái đôi bên phải lý do mình có cảm hứng là để cho cái lưỡi nó chĩa lên á, là tại vì cái đôi này mình liên tưởng tới mấy cái đôi Nike SB mà cái lưỡi nó gọi là lưỡi mập á, tại vì nó rất liền nha các bạn. Cái đế, cái soft liner ở chung cái mắt cá, cái lưỡi nó đều có gọi là những cái miếng đệm như nó, cho nên mình thấy để kiểu này thấy nhìn nó rất là vui và đúng chất của Skiller. Ok, đây là bên trái tu nó lòi ra găm sâu đẹp lắm. Không, mình như các bạn thích cái kiểu mà review dài kiểu này không? Rất là chi tiết không? Không, mình thử coi. Lâu lâu slow-mo, lâu lâu cái này có qua có lại cho vui ha. Đó. Các bạn sẽ thấy được chi tiết đôi dài. Các bạn im quá các bạn ơi, liên tưởng tới hồi thời high school. Ok. Cho đánh giá từ 1 đến 10. Cảm ơn cả ngày mà ok được. Mà so far bỏ vô liền. Bỏ vô liền thôi. Bỏ vô là chính. Để làm sao nó làm một cái video gọi là mình quay lại, mình báo cho biết sẽ có ranking trong vòng bao nhiêu tuần được. Oh. Các bạn coi. Là như là đánh giá cái đôi này thôi. Một video riêng thôi, ngắn thôi, không có nhiều. Ok, nhưng mà trước mắt xỏ vô thì cảm thấy 9 trên 10. 9 trên 10. Nó có một cái câu chuyện đằng sau nữa. Cho các bạn. Các bạn comment ở dưới đủ 10 người comment muốn biết về quần jean này như thế nào thì Khánh sẽ làm một cái video nhỏ review về những cái quần jean nó mặc và nó mua. Thôi đây nó không phải là một cái quần jean bình thường mà mua xong rồi giặt bỏ hư nha các bạn. Cái này một quần jean nó rất là đặc biệt và cái câu chuyện nó rất là hay, mình chắc chắn các bạn sẽ thích. Nếu mà ai tò mò muốn biết, comment ở dưới đủ 10 người comment em muốn các anh làm review quần jean, hay là tôi muốn các bạn làm, comment ở dưới đúng 10 người mình sẽ làm. Ok, xong. Có gì nói không? Tại vì hiện tại là 3.988 subscriber rồi. Wow. Giờ tao nghĩ tối nay có thể lên 4.000. Ok, để tóm tắt video lại nóng. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn bao nhiêu cái ủng hộ của các bạn vừa qua. Cũng giống như là những cái động lực để giúp cho mình với anh mình tiếp tục làm video. Tuy nhiên cái channel nó gọi là Live With Us, nhưng mà các bạn cũng, mình cũng biết á, tại vì đương nhiên là các bạn thích tập tạ đúng không? Thì các bạn mới gọi là subscribe channel này. Thì sau đó các bạn mới thấy rồi, mấy anh này cũng từ channel dài qua thì các bạn cũng thích. Thì nói chung bây giờ đây cũng là một cái gọi là một cái vlog cho những người Việt đi. Nói đơn giản là gì? Còn có những chung những cái đam mê mà tụi mình đều chơi đó. Ví dụ bây giờ xe nè, dài nè, tập tạ nè. Đó là những cái đam mê mà có hữu ích đúng không? Thì giờ mình có thể gồm lại một, mình chia ra nhiều tập. Đó, cho nên các bạn nào coi mà thích thì nhớ comment ở dưới nói tại sao thích cái gì, hiểu không? Nói tiếp video kế tiếp các bạn muốn coi là những cái gì, những cái gì. Thì comment channel này mình cũng đang build thôi. Đó, đúng không? Còn về channel riêng của mình á thì các bạn cũng có thể vô các bạn coi. Đây. Mà cái đó là bắt buộc là mình phải làm tiếng Anh, cho nên các bạn cũng thông cảm chút xíu. Tại vì cái đó gọi là riêng về cái cách mình build cái xe mình. Tại vì cái xe đó mình cần làm tiếng Anh thì mình mới được gọi là mình mới làm thành một cái hợp đồng để mình gọi là mình đẩy xe mình đi cho họ tài trợ được. Các bạn hiểu không? Bắt buộc phải làm. Bắt buộc phải làm cái kiểu giống như là làm sao để cho, thí dụ đi, bây giờ các bạn ở bên Việt Nam thì dĩ nhiên các bạn muốn nhà tài trợ mà Việt Nam, đúng không? Tài trợ cho mình thì dĩ nhiên các bạn phải làm, thí dụ độ xe giống như Andy Vũ đi, nó độ xe dĩ nhiên nó phải làm những video tiếng Việt. Tại vì mấy cái nhà tài trợ tiếng Việt họ mới biết ồ thằng này nó làm như thế đó như thế đó thì mới tài trợ cho. Đó thì cũng giống như mình thôi, cho nên các bạn thông cảm. Nếu mà muốn tiếp tục coi thì dẫn vô, tại vì mình channel mình lúc nào mình cũng update về xe đồ nhiều lắm. Ok. Cái sơ đồ là 4.000 subscriber rồi phải không? Chuẩn bị 4.000 subscriber mà video lúc nào cũng gần cả 10.000 người coi, thì đó là những cái người mà coi mà chưa có subscribe. Tại sao?
Tại sao coi mình theo dõi tụi mình mà không subscribe? Tụi mình đâu có cắn, tụi mình đâu có làm gì đâu. Subscribe đi nha, để có video coi. Ok, vậy thôi. Subscribe, ủng hộ tụi mình. 10.000 subscriber, mình sẽ có cái thông báo, một cái news, cái tin tức rất là hay. Rồi, cho bây giờ các bạn nào mà đã subscribe rồi mà muốn tụi mình tới 10.000 để cho cái thông báo đó đó. Thì các bạn biết mà clip đó hồi bữa anh mình đã có cái giveaway cũng ghê lắm đúng không? Những ai tập tạ biết. Các bạn nào mà không may mắn được thì mình cũng sorry, nhưng mà các bạn nào mà may mắn được thì các bạn nó cũng biết là cái đó có thể, đúng không? Tại vì đâu có gì đâu. Giống như mình gọi là đây cũng là một cái muốn một cái cách để cảm ơn các bạn. Đó. Nên các bạn gán, các bạn nào subscribe rồi đó thì cũng đi kiếm thêm những người bạn nào mà chung cái đam mê, không phải là dụ dỗ, tại vì họ chung đam mê thì họ cái quyền ấn subscribe là do họ đúng không? Đúng mà các bạn đâu mất tiền đâu. Các bạn chỉ họ thì tụi mình tới 10.000 subscribe rồi nhanh hơn thì tụi mình sẽ có cái thông báo đi. Nhớ bấm vô cái chuông thông báo đi. Chứ giờ nói chi giveaway mất công mình hố cái món gì nữa đúng không? Tại vì tụi mình đang lên những cái món hàng này nọ rồi thôi. Nhưng mà bí mật cho đến 10.000 các bạn sẽ biết. Giữ bí mật. Okay. Vậy thôi. Cảm ơn các bạn một lần nữa. Nhớ bấm like, comment ở dưới. Lại subscribe. Lại ngoài subscribe nữa nhớ nhấn cái chuông. Rồi đánh vô đi. Muốn nhai được tao hơi cay, như là lúc mình nuốt wasabi. Muốn nhai được tao hơi cay, như là lúc mình nuốt wasabi. Muốn nhai được tao hơi cay.